Đang chạy Xin chào mọi người nha Hôm nay Úc quay video chia sẻ với bà con Mình cách ủ men gà, uh, Cấp 1 hoặc cấp 2 để ủ bả đậu ha Đây là men cấp 2 nè mọi người Cái thùng này là 1000 lít <laughs> uh, Mình sẽ lấy 10 lít men Cấp 1 hoặc cấp 2 nha bà con Men cấp 1 hoặc cấp 2 thì hàm lượng men Nó mạnh y chang nhau nhưng mà nếu như Bà con nào mà sử dụng men Thường xuyên để ủ thức ăn bã đậu cắm bắp hoặc là cắm gạo thì mình ủ lên 1.000 lít luôn Còn nếu như bà con nào mà mình mới nuôi mình mới áp dụng uh, <laughs> nuôi sạch đó thì mình cứ mua bộ men cấp 1 thôi nha là gồm 1 kg men với 100g phụ da ha ủ được 1 tấn thức ăn rồi nha mọi người mình về mình dùng thử trước thì mình lấy là 10 lít men cấp 1 hoặc cấp 2 5 kg mực rễ đường 500 đến 700 g đạm thủy phân rùa lính đen hay còn gọi là à, sâu canxi với mọi người mình hòa chung vô nha đây là mọi người mình sẽ được hỗn hợp trong này nó có đã đầy đủ dinh dưỡng rồi và cái men này thì mọi người có thể ủ cho heo gà dê vịt đều ăn được ha và mình sử dụng men này để xử lý <laughs> chuồng ao của mình cũng được nha đây khuấy đều hỗn hợp đây mọi người thèm xem cái màu mực rỉ đường lên màu đẹp không Nó rất là thơm nha Mực rỉ đường đậm đặc thì khi mà mình, mình ủ á <laughs> Thì nó sẽ lên thơm 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 chua chua hắc hắc nha mọi người Đây ha Sau đó mình sẽ đổ bả đậu hoặc là cám bắp cám gạo ha Từng lớp từng lớp nha mọi người Bả đậu thì bả đậu đây nè Tơi ráo nha bà con Bà con nào mà cần bả đậu để cho dê bò heo thì Út có thể chia lại cho mọi người nha Qua số điện thoại là 0976629090 nha 0976629090 ha Mình đổ từng lớp lớp như thế này Cái thùng này là một thùng của nó là 100 hoặc 120 lít nha Găng kính lại cái thùng này rất là bền Bà con nào mà cần để thùng ủ thức ăn hoặc là ủ cỏ thì có thể liên hệ với Út ha chia lại cho mọi người nha Đây đổ từng lớp lên như thế này sau đó đổ từng lớp bả đậu và lớp bả đậu lớp men lớp bả đậu lớp men ha men là trong đó nó đã có hỗn hợp men cấp 1 hoặc cấp 2 5 kg mực rỉ đường 500g đạm thủy phân ủ cho 100 kg bả đậu ha Còn nếu như mà cám bắp thì mọi người hòa thêm nước giùm Út để đảo đều lên nha cái bắp của mình nó nó phải thấm đều nước men thì khi đó nó ủ nó mới lên men đều được nha mọi người còn nếu như mà cái bắp khô mà mọi người ờ uh, ủ nó không đủ lượng men thì nó sẽ lên men không đều nha nên mình lưu ý dùng út ha đây đó bả đậu sau khi ủ sẽ như thế này và mình lấy mình sẽ cho heo mình ăn trực tiếp hoặc dê gà vịt mình ăn trực tiếp luôn nha bò nó cũng ăn nhưng mà ví dụ như dê với bò mọi người mới tập cho ăn á, thì nên cắt khẩu phần ăn nó cho nó hơi đói thì khi đó mình sẽ cho nó ăn từ 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 thức ăn đầu tiên của nó để giảm từ 60 sau đến 40 đến khi mọi người cắt tới 80 phần trăm nếu mà cho ăn bà đậu không cũng được nha mọi người đây này bà đậu cho heo bầu hoặc là heo đang sinh sản vẫn ăn phát triển đều ha mọi người này. đó <laughs> vẫn cho con bú rất là tốt nha Dê dê bầu hay là dê sinh sản cũng đều được nha mọi người. <laughs> đây, đây nè mọi người. Heo này là, là cha của nó là rừng rặc ha. Nếu bà con nào mà cần mật rỉ đường, bã đậu hay là uh, men <laughs> heo rừng giống thì có thể liên hệ với Út qua số điện thoại là 0976629090 nha. Đây nè, con của ba giỏ mọi người. <laughs> Cái màu lông nó đẹp không? mẹ của nó thì đẻ rất là tốt tới 9 đến 10 con luôn nếu bà con nào mà cần heo nái về để nuôi đẻ thì có thể là út sẽ chia lại cho mọi người một vài nái về để nuôi ha heo này thì nạc sát da mọi người rất là ít mỡ hiếm mỡ lắm mỡ của nó thì rất là giòn khi mà để mà có được mỡ để ăn thì nó phải tầm cỡ chừng 60 70 kg thì mới có mỡ Còn bình thường nó tầm sai 40 50 kg thì nó hoàn toàn gần như là rất là ít mỡ luôn. <laughs> Coi bài hè là đẹp chứ mọi người. Thì ủ xin nhắc lại nha, cứ 100 kg bã đậu thì mình ủ 10 lít men cấp 1 hoặc cấp 2, 5 kg mực rỉ đường, 500 g đạm thủy phân nha. À, nếu mọi người quan tâm thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem nhiều video ở trại úc bot lên cho mọi người coi nhé.